Lan Phương xin kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, Lan Phương và anh Phú Quý sẽ nói về đề tài xe điện và xe không người lái. Xin chào anh Phú Quý. Thưa Lan Phương, thưa quý khán thính giả. Trước tiên, Lan Phương xin anh Phú Quý có thể cho mọi người biết về kỹ thuật khác nhau giữa xe điện và xe không người lái hay không? Gần đây có nhiều cái uh, uh, kỹ thuật mới ra, thì uh, cái thứ nhất là cái kỹ thuật xe điện. Thì cái kỹ thuật xe điện thì rất là dễ hiểu thì xe bây giờ nó chạy bằng cái bình điện battery thì khi mà trước khi đi đó mình phải gắn điện để mình charge cái bình điện cho nó chạy được. Rồi cái cái kỹ thuật mới bây giờ mà nhiều người đang muốn tìm hiểu thêm đó là cái kỹ thuật mà xe không có người lái. Thì cái xe không có người lái bây giờ thì nó có nhiều loại lắm. Một cái nó gọi là semi automatic you know, có nghĩa là bán phần thôi, có nghĩa là mình vẫn phải chịu trách nhiệm về cái xe khi mà nó đang lái một mình. Rồi cái kia đó nó gọi là 100% không cần người lái, gọi là autopilot thì bây giờ thì nó đang nghiên cứu về cái đó. Trong một ngày gần đây nó sẽ hoàn hảo cái vấn đề xe có người lái hay là không có người lái bán phần. Dạ thưa anh, thời tiết có ảnh hưởng tới mức độ an toàn của loại xe này hay không? Nhiều cái phần software, nhiều cái phần hardware nó thử những cái chỗ nó gọi là hoàn hảo về vấn đề địa lý, về vấn đề thời tiết. Thì nó cũng có nhiều cái dự kiện nó sẽ ảnh hưởng tới thời tiết, sẽ làm cho cái máy nó không có um, hoàn hảo. Hiện nay xe không cần người điều khiển có được lưu hành chưa thưa anh? Cái khó bây giờ đó là ngoài vấn đề kỹ thuật đó, nó có vấn đề luật pháp thì có nhiều cái tiểu bang của nước Mỹ nó chưa cho phép xe không có người lái à, lưu hành ở trên cái đường phố, tại vì nó có nhiều cái cái sự rủi ro mà người ta chưa có tiên đoán được mà có thể nó làm ảnh hưởng tới cái mạng sống của cái người đi bộ hay cái người hành khách kế bên. Thành ra những cái kỹ thuật bây giờ đang được chính phủ nghiên cứu để cho phép xe nó lưu hành. Xin anh cho biết mức độ an toàn khi loại xe này di chuyển ở chỗ đông? thưa Lan phương à, thưa quý khán thính giả à, có nhiều người bây giờ à, vẫn còn không hiểu về xe điện và xe không người lái thì xe điện là nhiều hãng bây giờ đang bắt đầu sản xuất xe điện ngoài hãng tesla tesla chỉ là một cái brand trong cái kỹ nghệ xe hơi thôi thì bây giờ hãng general motors hãng mercedes hãng toyota hãng lexus tất cả đều có những cái xe điện sẵn sàng để mà tung ra thị trường à, để trả lời câu hỏi của Lan phương đó thì những người mà lớn tuổi đó là phần đông những người có sở hữu chủ những chiếc xe này tại vì người ta có khả năng người ta mua tại giá của Tesla với tất cả những xe điện nó chưa có đúng cái nhu cầu của cái người tiêu thụ mà cái giá cả phải chăng. Thành ra phần đông những người đi xe điện bây giờ là những người có tiền và lớn tuổi. Rồi những chiếc xe Tesla đó nó cũng có những cái dụng cụ nó làm cho cái xe tự động nó lái hay là bán bán phần hay là toàn phần thì cái đó đó khi mà đi ra đường đi cái chỗ đông đúc đó thì có thể nó chưa có hoàn hảo tại vì cái cái sự phản ứng của con người đó nó không có nhanh đủ nếu mình không có 100% mình 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 chú ý tới cái 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 lái xe của mình. Thành ra bây giờ nó có những cái phần software nó chế ra để nó tiên đoán những cái những cái điều kiện mà không có tiên đoán trước được giống như người bên kia cái lane đi qua lane của mình thì cái xe nó phải làm như thế nào Thì khi mà thắng gấp quá đó thì có thể xe phía sau nó đụng mình, cho nên nó đang nghiên cứu nhiều cái trường hợp mà mình xảy ra hàng ngày mà mình phải có control của cái xe. Và nếu tai nạn xảy ra, người sử dụng xe hay hãng sản xuất xe chịu trách nhiệm về mặt pháp lý. Cái người ngồi sau cái tay lái của cái xe luôn luôn chịu trách nhiệm 100%. Nhưng cũng có nhiều trường hợp cái xe nó bị uh, phản ứng của cái phần mềm, cái phần cái chip, nhiều khi nó bị uh, defective, yeah. nó bị hư, nó không có làm việc như đã uh, ước tính. Thì cái trách nhiệm về ai thì cái đó là luật uh, pháp nó đang nghiên cứu tại vì cái người cuối cùng mà ngồi sau cái, cái, cái tay lái vẫn là cái người chịu trách nhiệm 100% nhưng mà bác, mặc, dù anh đó hay là chị đó phản ứng kịp thời nhưng mà nhiều khi cái ngày hôm đó cái cái máy xe nó có cái chip cũng như là cái phone của mình hay là cái máy điện tử mình xài hàng ngày thì có khi nó bị có cái glitch nhiều khi nó ngừng chạy mà nó ngừng chạy mà ở cái tốc độ cao điểm của mình mà mình không có chạy được là mình mất control thì cái đó là cái nhiều người đang nghiên cứu để coi cái trách nhiệm đi về người, người nào nhưng mà bây giờ thì nó phải ra luật rồi nó phải ra tòa để mà kiểm chứng lại những cái 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 data đó. Yeah. Thưa anh, loại xe này có được đưa vào kinh doanh chưa? Chẳng hạn như Uber. Uber là một cái service nó gọi là nó đi uh, deliver những cái đồ ăn cho những người ở nhà. thì cái người lái Uber vẫn là cái người có chân có tay có có uh, có mắt có mũi. thì cái Uber là một cái brand thôi. Yeah. Thì gọi là Uber delivery đó thì cái người tới uh, cái, cái chỗ nhà hàng để mà deliver xe nhưng mà không có cái xe nào mà nó, nó tự động nó tới xong cái người làm cho cái nhà hàng đem đồ ăn ra phải có người đi ra đi vô. Yeah. Thì cái Uber nhiều người quên đó là nó chỉ là một cái brand của cái service mà free delivery service thôi. Thì uh, cái vấn đề mà đi giao hàng hay đi giao uh, cơm hay là giao uh, đồ ăn thức ăn cho những người tiêu thụ đó thì luôn luôn cần phải có một người trong xe để đi ra lấy vào rồi đi đi tiếp tục thì yeah. nó chỉ nó chỉ làm cho cái người uh, lái xe không có phải chú ý nhiều thôi nhưng mà giống như đề cập lúc trước đó thì khi mà người ta quen không có phải để ý đó thì người ta sẽ bị lơ đảng yeah. đó thì phản ứng không kịp thời và yeah, câu hỏi cuối cùng anh có thể cho biết là giá cho loại xe này có cao không và tiêu chuẩn như thế nào cho người mua À, cái à, hình thành của cái thế hệ mới của những chiếc xe mà không người lái với xe điện đó, nó cũng còn trong cái lúc ban sơ thôi. Có nghĩa là lúc khởi đầu thì tất cả những cái xe điện trên cái thị trường bây giờ đó không quá 1% của những chiếc xe bán cho người tiêu thụ có nhiều lý do. Thứ nhất, giá nó hơi cao. Có nhiều người à, trung lưu, nhiều người nghèo không có thể mua nổi cái xe đó, thành ra nó nó chỉ bán một cái số ít cho những người đang có tiền và có cái mức học cao. Ngoài cái vấn đề giá đó thì cái thứ hai đó là phải có cái chỗ nó gọi là bán xe thì tiếng Mỹ nó gọi là cái distribution channel. Yeah. Thì phải có người mua xe lại rồi bán xe và làm những cái gọi là maintenance thì nó mới cái cái kinh tế nó mới chấp nhận cái xe đó là nó tiện cho cái người mua để có chỗ sửa. Thì cái đó thì chưa có được hoàn hảo là như thế này. Tesla chỉ muốn bán xe thẳng cho người consumer mà yeah. không qua dealer nhưng mà nhiều cái luật của tiểu bang bây giờ nó gọi là cái franchise law đó yeah. nó bắt buộc cái người sản xuất xe phải bán qua cái người dealer cái người đại lý ở cái vùng local đó thành ra cái cái hậu phương đó thì phải có có luật của cái tiểu bang đó Lan Phương cảm ơn rất nhiều cho sự có mặt của anh Phú Quý trong chương trình của Lan Phương Show hôm nay Cảm ơn Lan Phương cảm ơn quý khán thính giả đã bỏ chút thời gian ra cho chương trình của chúng tôi Lan Phương kính chào quý vị Lan Phương xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.